Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vui Giá. Chúc người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay mình sẽ review heo hai lát nha. Giờ sẽ cho vào đây. Nó hai lát thì nó phải có hai lát rồi. Mình sẽ bật bếp lên nha. Rồi. Trong thời gian chờ đợi mình sẽ review này. Này là heo hai lát của thương hiệu Select của siêu thị này. Hỗn hợp là 140g nha. Cái không là 77g, là hai cái miếng này không là 77g này. Cái này sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhìn rất là đẹp. Đây, thành phần là thịt heo này, nước này, mỡ heo với gia vị này, đường này, hành, tỏi, hương tiêu, phụ gia, chất làm dày, chất nhũ hóa nha. Cái này mở nắp hộp ăn liền hoặc chế biến thành món khác nha. Không sử dụng sản phẩm với hết hạn này, không sử dụng đối với những người có khả năng dị ứng với các thành phần trong sản phẩm nha. Giá của nó là 15.200 này. Hạn sử dụng là 3 năm nha. Sôi đấy. Nhìn rất đã. Nhìn như một con giò ấy. Nhìn đã. Ở mặt trong nó màu đỏ 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 hồng tươi ấy. Tắt bếp rồi nha, mọi người thưởng thức thử miếng thôi. Đã không? Mọi người thưởng thức thử nha. Cái này ăn cực kỳ béo, ngậy, thơm, mùi thịt heo này. Ăn vị nó giống như kiểu vị của xúc xích ấy. Vừa ăn luôn nha, nước rất là đậm đà. Tuyệt vời, giá rẻ lắm. Ăn ngay. Cái này mọi người có thể ăn chung với mì cũng ngon rồi. Cực kỳ tuyệt vời nha, mọi người mua dùng thử đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem hết video của mình nha. Mọi người muốn mình review gì thì cứ bình luận ở dưới nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai nha.